Vui gặp lại các bạn trong chuỗi series chia sẻ về tự học Photoshop với Photoshop CC 2015. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào bài tiếp theo, đây là bài thứ ba rồi. Thì là bài hôm nay mình sẽ là giúp các bạn là làm quen với hệ thống các công cụ hỗ trợ thiết kế trong phần mềm Photoshop CC 2015. Thì để bắt đầu thì là mời các bạn cùng khởi động phần mềm Photoshop của các bạn đây. Thì có một số lưu ý các bạn cần lưu ý như này nhé. Đây là cái giao diện hiển thị bình thường mà các bạn vẫn thường quen thuộc khi mà các bạn làm việc, các bạn nhìn thấy. Thì bình thường khi mà khởi động phần mềm Photoshop CC 2015 lên thì các bạn sẽ nhìn thấy cái giao diện hiển thị ban đầu như này, giao diện hiển thị ban đầu như này. Thì là có nhiều cách để đăng nhập vào cái khu vực làm việc. Một là các bạn tạo ra một cái file mới, hai là các bạn mở một cái file mới thì các bạn sẽ thấy những cái hiển thị quen thuộc của mình. Hoặc là các bạn có thể là nhìn sang mục bên tay phải này. Đây là rất nhiều những tùy chọn làm việc để các bạn có thể chọn vào. Thì để làm việc thì là mình nghĩ các bạn là chọn là phần này. Các bạn chọn phần này nhé. Ok. Thì nó sẽ là quay trở lại cái giao diện làm việc thân thiện ban đầu của các bạn. Thì bài hôm nay mình sẽ là giới thiệu với các bạn là lần lượt các công cụ mà hỗ trợ thiết kế có trong Photoshop CC 2015. Thì này, như các bạn nhìn thấy thì là trong cái bài hôm trước thì là mình đã giới thiệu qua một chút rồi. Thứ nhất là nó có thanh này, toolbar này. Đấy, thanh menu này, menu bar này, nó ở trên cùng. Đấy, trong này có rất nhiều những cái menu khác và bên trong nó ẩn chứa rất nhiều những cái thuộc tính. Đấy, bên trong thì các bạn là trong quá trình học và cũng như là làm việc, các bạn sẽ dần dần khám phá và tìm hiểu những cái tính năng cũng như những lợi ích cũng như những cái sức mạnh mà nó hỗ trợ các bạn trong việc là chỉnh sửa, cắt ghép hay là trong quá trình mà mình thiết kế. Và cái thanh tiếp theo mà các bạn cần quan tâm đó chính là thanh công cụ Toolbox ở bên tay trái của các bạn đây. Thì là lần lượt chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng công cụ. Ok. Thế để minh họa cho dễ thì mình sẽ là đưa một cái bức ảnh vào đây, đưa một bức ảnh vào. Thì cái thói quen của mình cũng như các bạn là lên làm việc thì là các bạn là lên học cách kéo thả thôi, để rút ngắn cái thời gian tìm kiếm cũng như là cái thời gian mà làm việc của mình xuống, tạo ra cái tính thú vị trong cái quá trình làm việc với phần mềm thiết kế. Thì cái công cụ đầu tiên mà các bạn cần thiết kế cần quan tâm đó chính là cái công cụ trên cùng này, Move Tool này. Thì nó khác với những công cụ khác thì ở trong cái Move Tool của CC 2015 cũng như những cái bản mới nhất đây thì là nó có thêm một cái tính năng này này, Artboard này, Tool này, Artboard Tool. Đấy, thì nó giúp các bạn là làm việc với nhiều trang. Đấy, các bạn có thể tạo thành một artboard. Thì những cái này thì là bên Illustrator thì là nó sẽ là thông dụng hơn với những cái artboard này. Thì là bên Photoshop thì là những cái này có thể là các bạn là không quen rồi, ok, không sao cả. Thì là trong quá trình mình làm việc mình sẽ dần dần khám phá đấy, những cái hay của phần mềm Photoshop, và để lùi lại thì các bạn Ctrl Z, Ctrl Z để các bạn lùi lại. Đối với Photoshop thì Ctrl Z một lần thì lùi lại một lần thôi. Còn muốn lùi lại nhiều lần thì các bạn là Ctrl Alt Z. Đấy, thì phải kết hợp với cái với nhau. Công cụ Move Tool này để giúp các bạn là kết thúc một cái lệnh mà các bạn đang thao tác, chẳng hạn, hoặc là các bạn là có thể là di chuyển đối tượng của mình theo ý muốn. Ví dụ như mình đưa vào đây thêm một đối tượng nữa, ví dụ đây mình đưa thêm một đối tượng ví dụ như này. Đấy, kia các bạn đưa vào. Đấy, thì các bạn là chọn vào Move Tool và khi này thì các bạn là có thể là dễ dàng di chuyển được đối tượng. Các bạn là chỉ cần kích chuột trái giữ thôi và các bạn di chuyển đối tượng. Khi mà ở bất kỳ đối tượng nào thì khi mà bạn chọn nó thì nó sẽ hiển thị ra đây 8 cái đường này, 8 cái hoành này, ô này. Các bạn nhìn thấy này, rất dễ dàng nhìn thấy này. Đấy. Thì ô này là gì? Nó giúp các bạn là phóng to thu nhỏ, đúng không? Giúp các bạn phóng to thu nhỏ. Nếu mà cái hình này nó không hiển thị, những cái ô này nó không hiển thị thì các bạn phải làm như nào? Thì ở trên thanh tùy chọn này, nó có những cái tùy chọn như này. Ví dụ như các bạn không nhìn thấy hiển thị gì, các bạn không biết là mình phải kích vào đâu để phóng to thu nhỏ chẳng hạn. Thì các bạn nhìn trên thanh tùy chọn này, các bạn là tích vào cái phần mà sâu này, transform này, control thì lập tức là cái này nó sẽ được bao vào những cái hình như này. Thì lúc này thì các bạn có thể là dễ dàng là phóng to thu nhỏ.
thì phóng to thu nhỏ thì các bạn có một số lưu ý như này nhé, đối với cái công cụ Movie Tool này, kéo kéo đối tượng này đúng không, thì các bạn giữ shift đấy, giữ shift để kéo kéo nó sang hàng ngang để cho nó thẳng hàng đúng không, hoặc là theo hàng dọc như này, nó sẽ là căn cho các bạn là thẳng hàng đấy, căn cho các bạn thẳng hàng này, căn cho các bạn rất là thẳng hàng đấy, các bạn cứ đưa tay các bạn kéo ra đúng không, ok đấy, hai là phóng to thu nhỏ để là mà nó căn co đều theo tỷ lệ đấy, thì các bạn là giữ shift chỉ vào một trong bốn góc, chỉ một trong bốn góc này đấy, các bạn là hình nhìn thấy cái hình chéo đường chéo bên trong này, các bạn là thu nó vào theo cái đường chéo bên trong và kéo nó ra đấy, phóng to thu nhỏ thì nó sẽ là giữ được cái tỷ lệ ban đầu của bức ảnh. Nếu các bạn mà kéo kiểu tự do thì có thể là làm cho bức ảnh của mình nó biến dạng, làm cho những cái đối tượng của mình nó biến dạng, đấy là một trong những cái điều mà các bạn là không nên gặp phải trong cái quá trình mình thiết kế. Thì đấy là cái cách mà làm được cái công cụ Movie Tool. Thì công cụ tiếp theo chúng ta cần quan tâm đến đó chính là cái công cụ này, Rectangle Market Tool. Thì trong cái công cụ này, Rectangle Market Tool này, đấy, thì các bạn là cần quan tâm gì? Thì là để mà để các bạn nhìn này, mỗi đối tượng, mỗi công cụ làm việc của chúng ta thì cái mũi tên tam giác ở bên góc phải dưới cùng của nó này, thì là nó hiển thị như này, thì có nghĩa là bên trong nó còn ẩn chứa một số những cái đối tượng, một số những cái công cụ hỗ trợ khác nữa. Thì để hiển thị có hai cách, một là các bạn kích chuột trái đấy, giữ chuột trái khoảng 3 giây thì lập tức thì nó sẽ là hiển thị những cái là công cụ hỗ trợ tiếp theo của nó. Và cái tiếp theo là cách thứ hai để mở cái bảng này lên, đó là các bạn là kích chuột phải đấy, vào cái công cụ đấy thì lập tức nó cũng hiển thị lên. Đó là hai cách mà các bạn làm việc với công cụ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào lại tìm hiểu cái công cụ đầu tiên, Rectangle Market Tool. Thì công cụ này nó là hỗ trợ các bạn gì? Nó giúp các bạn là cắt cắt các đối tượng. Ví dụ như mình muốn cắt cái đối tượng này. Đấy, mình muốn cắt cái đối tượng này. Đấy. Cắt cái đối tượng này. Thì mình cách đơn giản thôi, thì mình chọn công cụ Rectangle Market Tool. Đấy, và mình chọn chọn đối tượng như này. Đấy. Và các bạn muốn cắt đối tượng nào thì các bạn chọn chọn vào nó. Đấy, như này đơn giản như này thôi. Và các bạn là có thể là cắt. Đấy, cắt có thể là các bạn là một là các bạn có thể xóa cái đối tượng này đi. Và cái đối tượng này thì các bạn muốn thao tác được thì các bạn phải mở cái hình cái khóa này lên, thì các bạn mới tác động lên cái hình này. Đấy, thì các bạn có thể là xóa nó đi, đúng không? Xóa đối tượng. Đấy, muốn copy đối tượng này sang một file làm việc khác, chẳng hạn file thiết kế khác, thì đơn giản là các bạn Ctrl C, đúng không? Ctrl V. Đấy. Thì đấy, các bạn chọn Move Tool để các bạn có thể di chuyển được đối tượng. Thì như này thì các bạn đã copy được thêm một đối tượng này rồi, copy được thêm một đối tượng. Thì con này đối tượng này các bạn có thể là phóng to thu nhỏ, các bạn làm gì tùy với cái đối tượng của mình. Đấy là đấy. Đấy là cái tác dụng của cái công cụ Rectangle Market Tool. Nó giúp các bạn này cắt bỏ đối tượng, xóa bỏ đối tượng, xóa bỏ đối tượng hoặc copy cái đối tượng đấy đưa sang một cái file làm việc khác, đúng không? Đấy, đưa sang một cái file. Khi các bạn copy xong rồi thì các bạn có thể là tạo ra một cái file mới chẳng hạn, với cái kích thước tùy các bạn chọn nhé. Đây mình minh họa thôi, Ctrl N nhé, hoặc là các bạn có thể là vào file chọn và lưu Ctrl N để các bạn tạo ra một cái file làm việc mới. Đây, ví dụ như mình có một cái file làm việc mới rồi, đây thì mình có thể là mở giữ trái chuột cái đối tượng này, mình muốn copy chẳng hạn, mình đưa muốn đưa sang cái file làm việc bên này, đấy thì mình có thể là đưa sang cái file làm việc bên này, tùy, đấy, tùy. Đấy. Đấy, rất dễ dàng để các bạn cắt một đối tượng này và di chuyển đối tượng này sang một cái file làm việc mới. Đấy là rất nhiều những cái có thể hỗ trợ. Đấy, công cụ này tiếp theo này, Ellipse này, Market Tool. Thì cái công cụ này thì nó cũng giống như công cụ kia thôi, nhưng mỗi cái là nó giúp các bạn là cắt theo hình tròn, cắt theo hình tròn, nó copy theo hình tròn, đúng không? À, copy theo hình tròn. Đấy, các bạn dùng phím lên xuống, sang trái sang phải để di chuyển cái vùng chọn của mình, di chuyển cái vùng chọn của mình nhé. Đấy, khi chọn vào đây rồi thì các bạn có thể là dễ dàng xóa bỏ cái đối tượng này đi, đúng không? Thay thế nó bằng bằng một đối tượng khác. Trong quá trình thiết kế thì nhiều khi mình phải xóa bỏ cái đối tượng đi, cũng như mình xóa bỏ cái đối tượng này đi chẳng hạn, đúng không? Đấy, mình Ctrl D để bỏ vùng chọn các bạn nhé. Khi mà các bạn làm việc xong, các bạn muốn bỏ cái vùng chọn này đi thì các bạn bấm Ctrl D để các bạn bỏ vùng chọn, bỏ vùng chọn, đúng không? Rồi, đấy, đơn giản thôi. Ctrl Z để lùi lại, Ctrl Alt Z để lùi lại nhiều lần. Đấy, như này thì ví dụ như mình có thể là copy vùng chọn này, Ctrl C, đúng không? Ctrl V. Đấy, chọn vào Move Tool này. Đấy. Để kết thúc cái lệnh đấy. Thì như này mình đã là
copy được một cái vùng chọn rồi, và bây giờ mình lại có thể là di chuyển nó sang đấy, một cái file thiết kế khác đấy. Nhiều khi ở những cái file thiết kế các bạn muốn lấy một cái chi tiết nào đấy, đấy trong cái file thiết kế đấy, thì các bạn là có thể là dùng những cái công cụ hỗ trợ như này để các bạn là cắt các đối tượng đấy, cắt các đối tượng và di chuyển các đối tượng sang một cái file làm việc mới đấy. Rồi ok, ta đi vào khám phá cái công cụ tiếp theo, đó chính là Sing Grow và cái tool. Thì cái công cụ này nó làm gì? Nó giúp các bạn là vẽ các cái đường đấy, nó vẽ các đường đấy, những cái đường này trung bình là 1 pixel đấy. Khi các bạn cộng, bấm số cộng thì các bạn là lập tức các bạn là sẽ cộng thêm được nhiều cái đường đấy, các bạn sẽ cộng thêm được nhiều cái đường này, cộng thêm được nhiều cái đường các bạn nhé, bạn nhìn thấy không đấy. Ok, chúng ta đi vào cái công cụ tiếp theo. Đấy, tạo ra các cái đường thẳng. Thay vì các bạn phải vẽ các đường thì chúng mình có thể là tạo ra các cái ô ô như này. Đấy, với rất nhiều những cái mục đích, với rất nhiều những cái mục đích khác nhau. Rồi, giờ đi sang cái công cụ tiếp theo, Single Clue Market Tool. Thì công cụ này cũng giúp các bạn là tạo ra các cái vùng chọn, tạo ra các cái vùng chọn nhá. Đấy, tạo ra một vùng chọn nhưng nó theo chiều là theo chiều dọc từ trên dưới, đúng không? Theo chiều dọc từ trên dưới. Như các bạn thấy là lúc nãy mình tạo ra cái công cụ kia thì mình đã là dùng lệnh cắt, thì nó trên cái đường của nó này, tạo ra cái ô như này. Rồi mình Ctrl Z lại chẳng hạn nhé. Ctrl Z này. Ok. Bây giờ tiếp tục chúng ta đi sang cái công cụ này. Đấy. Các bạn muốn tạo thêm các vùng chọn nữa thì các bạn giữ Shift này. Thì lập tức nó sẽ giúp các bạn là kẻ rất nhiều những cái đấy, ô xung quanh cái hình này, đúng không? Đấy, ô xung quanh. Cái này các bạn này có thể là tạo lên một cái layer mới, đúng không? Và fill cho nó một cái màu, fill cho nó một cái màu, fill cho nó một cái màu thôi. Và các chủ đề bỏ một chọn đi chẳng hạn. Đấy, thì có rất nhiều mục đích khác nhau để các bạn là có thể là tạo ra những cái vùng chọn như này. Đấy, tạo ra những cái vùng chọn như này, nhiều mục đích. Ở những cái bài tiếp theo thì mình sẽ giúp các bạn là bằng cách là tạo ra các vùng chọn này để các bạn là thay đổi những cái sắc độ, những cái sắc độ màu, là những cái sắc độ màu cho cái bức hình của mình, nó trở lên là có những cái gam màu sắc gọi là rất chi là bắt mắt. Đấy, mình làm avatar hay là trình bày những cái banner thiết kế nhìn nó rất chi hấp dẫn. Đấy là cái cách làm việc với cái vùng chọn này, làm việc với vùng chọn với các công cụ trong Rectangle Market Tool, Ellipse Market Tool này, Single Row và Single Column. Thì là các bạn là tùy theo mục đích sử dụng thôi, và các bạn sử dụng như nào cho hợp lý. Thì để bỏ vùng chọn các bạn bấm vào căn chuẩn D bỏ vùng chọn này. Ok, mình xóa cái này. Rồi chúng ta đi vào công cụ tiếp theo. Công cụ tiếp theo là công cụ lasso. Công cụ này thì giúp các bạn cắt, thì nó có ba cái loại cắt, ba cái hỗ trợ cắt khác nhau. Lasso tool là các bạn là cắt theo kiểu tự do, các bạn cứ di chuyển cái công cụ này. Đấy. Và nó sẽ được là khi bạn các bạn thả tay thì nó sẽ tạo thành một vùng chọn khép kín, vùng chọn khép kín. Nếu như các bạn muốn cắt đối tượng này thì các bạn là cứ giữ chuột thôi, đúng không? Cứ giữ chuột và các bạn di chuyển chuột của mình, đấy, xoay quanh những cái đối tượng mà các bạn muốn cắt. Đấy, các bạn cứ di chuyển thôi. Đấy, các bạn cứ di chuyển. Các bạn lưu ý là giữ nguyên chuột chuột trái nhé, không thả tay. Khi mà các bạn thả tay ra thì đồng nghĩa với việc là các bạn kết thúc vùng chọn như này nhé. Mình thả tay ra đồng nghĩa với việc là mình kết thúc vùng chọn, đấy. Kết thúc vùng chọn. Đấy. Vì xong như này thì một là các bạn có thể là xóa cái đối tượng này đi, đấy, cắt, cắt theo kiểu tự do. Hai là các bạn có thể là copy cái đối tượng này, Ctrl C, Ctrl L tạo ra một file mới này, Enter này, Ctrl V dán sang đây, thì các bạn đã đưa được một đối tượng sang một cái file khác vào, đấy, một cái vùng làm việc khác. Đấy này, các bạn bỏ cái con mắt này đi, các bạn nhìn thấy này. Những cái khu vực nào mà mình cắt này thì nó là nền trong suốt, thì các bạn có thể đặt nó lên một cái background khác tùy các bạn nhé, tùy các bạn. Đấy, đây là cái công cụ nó hỗ trợ các bạn là cắt cái đối tượng theo là tạo ra một cái vùng chọn theo là tự do, theo kiểu tự do, vẽ theo kiểu tự do. Các chuyên đề bỏ vùng chọn tiếp theo này, đấy, Free Lasso Tool, thì cái công cụ này nó cũng hỗ trợ các bạn tạo ra một vùng chọn, nhưng mà nó sẽ là đi theo đưa chiều thẳng đứng, kích một chuột trái một cái này, các bạn lại tiếp tục, các bạn này. Kích này, đấy, các bạn kích này, đấy, các bạn kích này, đấy,
thì nó sẽ giúp các bạn là tạo ra một cái vùng chọn theo cái chiều đường thẳng. Đấy, đường thẳng. Đấy, thì các bạn có thể là xóa vùng chọn hoặc là copy vùng chọn. Đấy, nó hỗ trợ các bạn. Đấy, copy vùng chọn, ok chưa? Đấy là công cụ tiếp theo. Công cụ tiếp theo nữa là Magic Lasso Tool. Thì công cụ này nó hỗ trợ các bạn cắt, nhưng mà cắt nó theo cái đường bám biên này, bám dính. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy này. Đấy, nó có những cái ví dụ như cái đường như này nhá, cái nét mặt như này. Đấy. Khi mình cứ thả tay nhá, di chuyển chuột này. Đấy, thì di chuyển tới đâu thì lập tức này công cụ này nó sẽ bắt dính vào. Đấy. Cái màu sắc nó đậm hơn. Nếu thỉnh thoảng các bạn có thể là kích chuột trái để tạo ra cho nó cái điểm điểm neo. Tạo ra cho nó cái điểm neo thì nó có thể là bắt dính. Đấy, các bạn cứ di chuyển chuột thôi. Đấy, di chuyển chuột nó sẽ giúp các bạn bắt dính. Đấy, bắt dính. Đấy. Và tới điểm kết thúc thì các bạn nhìn thấy là chỉ vào điểm cuối cùng này, thì ở chân đấy, chân của công cụ ấy, nó hiển thị ra cái hình tròn. Khi bạn kích chuột trái vào nó thì lập tức là cái vùng chọn nó đã được khép kín. Thì khi như này thì các bạn có thể là thao tác làm việc với cái đối tượng các bạn đã chọn, hoặc là các bạn có thể là copy đấy, hoặc là đấy, có thể là đưa di chuyển nó sang một cái file mới, file làm việc mới, đấy, tùy các bạn thôi. Đấy, rất nhiều những cái gọi là hỗ trợ các bạn có thể là quan tâm tới trong quá trình thiết kế. Rồi, ok, thì như đấy là ba công cụ cắt nhé. Rồi, bỏ vùng chọn các bạn Ctrl D thôi. Đã trở về công cụ Movie Tool, phím tắt và là V. Đấy, trở lại được. Thì chúng ta đi sang công cụ tiếp theo là Quick Selection và Magic Wand Tool. Đấy, Quick Selection để làm gì? Magic Wand Tool để làm gì? Thì Quick Selection như các bạn nhìn thấy, thì các bạn là có thể là tạo ra những cái vùng chọn rất là nhanh. Đó. Đây, các bạn có thể là tạo ra những cái vùng chọn rất là nhanh. Đấy. Đấy, cái công cụ Quick Selection này để giúp các bạn là tạo ra những cái vùng chọn đấy thì rất nhanh thôi, để các bạn là có thể là tạo ra một cái vùng chọn này, tạo ra một cái vùng chọn đấy. Khi mà muốn trừ đi một cái vùng chọn nào khác thì các bạn là chỉ cần bấm là giữ phím Alt đấy và chỉ vào những cái này đấy, thì các bạn là có thể là xóa bỏ đi những cái vùng chọn mà mình không thích đấy. Không thích cái vùng chọn nào thì các bạn hoàn toàn là có thể là xóa bỏ cái vùng chọn này đi, rất đơn giản thôi đấy, rất đơn giản thôi. Giữ an các bạn nhé. Cũng như các bạn muốn cộng thêm cái vùng chọn ở đấy chẳng hạn, thì các bạn là giữ giữ shift hoặc là bình thường thôi thì nó cũng là giúp các bạn cộng thêm các vùng chọn. À, như này chúng ta đã rất nhanh chóng tạo ra một vùng chọn rồi, và chúng ta cũng có thể thao tác, một là có thể là xóa nó đi đúng không, hoặc là có thể là copy nó và đưa nó sang một cái file làm việc, vùng làm việc mới đấy, thì rất rất đơn giản rồi để các bạn có thể là thao tác với công cụ này Quick Selection. Rồi, ok, ta đi vào công cụ tiếp theo. Đấy, trong nó chính là công cụ này Magic Wand Tool, hay còn gọi là cây đũa thần, nhưng sang bên này thì nó không giống cây đũa thần lắm. Ok, công cụ này để mình cắt chủ đề bỏ chọn đi. Công cụ này để làm gì? Để nó giúp các bạn này chọn những màu sắc này. Đấy, chọn đấy, các bạn chỉ cần kích một cái thôi thì nó sẽ giúp các bạn là chọn đấy, những cái vùng màu sắc đấy, liên quan với nhau này, cũng như màu này chẳng hạn. Nhưng một lưu ý nhé, công cụ này có cái rất chi là hay. Khi các bạn muốn cộng nhiều vùng màu lên thì các bạn giữ phím Shift nhé, để các bạn cộng rất nhiều những vùng màu. Đấy, các bạn muốn chọn đấy, những vùng chọn này có những cái gam màu và sắc độ tương đối giống nhau thì nó sẽ chọn hết. Đấy. Giữ Shift để chọn nhiều vùng màu với nhau nhé. Và muốn trừ đi thì cũng như lúc nãy thôi, các bạn giữ Alt để trừ đi những vùng các bạn chọn này mà các bạn không muốn, các bạn có thể là giữ giữ Alt để các bạn trừ đi nhé. Đấy. Căn chủ đề bỏ vùng chọn. Cái nữa mà các bạn cần quan tâm này, vụ như trên này có rất nhiều những cái màu sắc giống nhau, nhưng mình làm nào để bấm một cái thì mình chọn được tất cả. Đấy. Thì bây giờ thì là các bạn là đây, các bạn nhìn vào nút này nhá, con tay vừa này, kích vào đây này. Đấy, bây giờ kích xem điều gì xảy ra nhá. Đấy, thì các bạn nhìn thấy, thì các bạn kích một cái thôi thì tất cả những cái vùng màu sắc nó liên quan ấy, thì nó đều được chọn hết, đều chọn hết, đều được chọn. Nhưng mà khổ lỗi là trên này lại rất nhiều những cái đối tượng khác nó cũng bị nem vào chẳng hạn này. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ phải là bỏ bớt cái vùng chọn này đi, bỏ bớt cái vùng chọn này đi bằng cách là rất nhiều cách. Các bạn có thể chọn cái công cụ như này, hoặc là công cụ vẽ hình,
công cụ vẽ hình như này là sau tool này đấy, đúng không? Bây giờ có các bạn này bấm phím trừ này, bấm phím an này, và bây giờ các bạn là xóa đi đấy, các bạn đánh dấu những cái vùng và các bạn là không muốn chọn, đúng không? Không muốn chọn, không muốn chọn rồi đấy, thì các bạn vẽ một vùng chọn tới đâu ấy thì lập tức là cái vùng chọn của các bạn đấy, những cái vùng này chọn này nó sẽ biến mất. Nên các bạn phải để nhớ là giữ phím an nhé. Ví dụ như mình xóa cái vùng này đi, mình không muốn lấy cái vùng chọn này, thì mình đấy, vẫn dùng công cụ lasso tool thôi, hoặc là tất cả những công cụ khác các bạn đều có thể sử dụng được, nhưng mà phải giữ phím an đi để trừ đi những cái vùng mà các bạn chọn. Vậy thì những cái vùng này thì các bạn đã trừ được rồi đấy. Muốn cộng lại các vùng chọn, thì các bạn giữ phím shift, để các bạn cộng thêm các vùng chọn khác, cộng thêm các vùng chọn khác đấy, thì đơn giản thôi, các bạn có thể là dùng cái công cụ này cắt này, cũng giữ an các bạn nhé, giữ an để trừ đi các vùng chọn đấy, thì lập tức mình đã trừ đi nè, mình chỉ lấy mỗi cái chữ này thôi, không thôi. Cũng như mình căn thêm C, căn thêm V này, V tiếp này đấy, thì các bạn thấy thay vì mình phải là gõ lại cái chữ này, Photoshop này, CC 2015 này, ví dụ thế chẳng hạn, thì mình có thể là làm cách này thì mình lấy luôn nó, đúng không? Mình di chuyển sang bên này đấy, mình sử dụng vào những cái mục đích cho nó nhanh đấy, để viết lại thì lâu chẳng hạn đấy, thì nhiều mục đích khác nhau, nhiều cái đối tượng mà các bạn có thể là chọn đấy. Thì trong quá trình chọn có một số những cái lưu ý mà các bạn cần quan tâm này, đây là những cái thông số này, những cái torrent này, các bạn chọn những cái này các bạn càng tăng lên càng cao thì nó lấy càng những cái vùng màu chính xác, cũng như đây nhá, của nhà mình cái ra lại đây. Đây đang làm việc với cái vùng này rồi, đây mình xóa cái đối tượng này đi. Đấy, bây giờ mình sẽ là chọn cái màu này đấy, thì mình xóa bỏ đi các cái vùng màu khác, an này trừ nhé, xóa bỏ các vùng màu khác này. Đấy, xóa bỏ đi các cái vùng màu này. Oh, giữ an này. Rồi mình chỉ lấy cái vùng màu trên là thôi, Ctrl C, Ctrl V này. Đấy, di chuyển. Đấy, di chuyển. Như các bạn nhìn thấy nhá, mình chọn như này thì đã mình đã lấy được những cái màu sắc nó tương đối. Nếu mà quay trở lại đây mà Ctrl Z lại. Đấy, thì như các bạn nhìn thấy lúc nãy mình chọn này, cái torrent đấy thì mình để có 32 thôi. Cho nên nó không lấy được 100% cái màu, những cái màu sắc nó tương tự như nhau như này. Đấy, bây giờ mình đưa nhé, đưa cái này sang thì các bạn nhìn thấy là mình tăng cái tone lên này thì nó đã được thay đổi, đấy, thì những cái màu sắc mình chọn này thì nó lấy được, cơ bản là nó lấy được nhiều hơn. Đấy là một trong những cái mà các bạn cần 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 chú ý nhé, là trong quá trình mà chọn màu thì đấy là những cái chú ý, đấy là những cái chú ý nhé. Rồi ok, chúng ta sẽ cần reset lại, ta sẽ đi vào công cụ tiếp theo, công cụ tiếp theo nhé. Đây chính là công cụ crop. Crop này để giúp các bạn là có thể là crop một tấm hình. Đấy. Xén bớt những cái phần ảnh mà các bạn không mong muốn đi. Đúng không? Cũng như các bạn đặt vào tới đâu chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ chọn enter một cái thì lập tức nó sẽ giúp các bạn là cắt bỏ. Đấy. Cái bức ảnh của bạn, xén bỏ cái bức ảnh của bạn đi. Ctrl Z để gửi lại nhá. Đấy. Hoặc là các bạn nó có thể là cắt cắt theo cái kích thước mà các bạn là tùy chọn, cắt theo cái kích thước mà các bạn tùy chọn, các bạn có thể điền đây. Mình điền đây là 1280, bên này là 1280 nhân 720, thì lập tức nó sẽ tạo ra cho các bạn là một cái vùng chọn với kích thước là 1280 nhân 720, thì lúc này thì các bạn có thể là dễ dàng di chuyển thôi cái vùng chọn của mình thôi, hoặc là bất kỳ cái kích thước nào các bạn điền thì lập tức thì nó cũng giúp các bạn là tạo ra một cái vùng chọn để các bạn là có thể là xén bức hình. Đấy, xén bức hình theo ý muốn của mình, các bạn nhé. Đấy, thì các bạn muốn lấy vùng nào trong này, muốn lấy vùng nào trong này thì là đơn giản đó, các bạn cứ di chuyển con chuột để di chuyển cái bức hình này đấy, đúng cái vùng nào mà các bạn muốn lấy thôi đấy. Thì các bạn enter một cái thì lập tức nó sẽ giúp các bạn xé được bức hình. Đấy là cách sử dụng công cụ crop. Đến công cụ tiếp theo này, thì các bạn quan tâm tới công cụ này thôi, Eyedropper tool, để làm gì, để giúp các bạn là đo một cái vùng màu sắc, đo một cái màu. Cũng trong quá trình mà các bạn thiết kế thì có rất nhiều những cái màu sắc mà các bạn thích nhưng không biết là phối màu như nào, không biết là chọn màu đấy, chọn cái màu sắc đấy như nào cả, bởi vì những cái màu cơ bản trong Photoshop thì nó chỉ có như thế thôi, để ra để pha trộn được những cái màu khác thì các bạn cần phải am hiểu về 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 các tỷ lệ màu nhiều hơn, thì điều đấy làm rất mất thời gian bằng cách là các bạn có thể là dùng công cụ đo, đúng không?
Thì khi rồi mà các bạn, ví dụ như các bạn là có một cái đối tượng khác chẳng hạn, có đối tượng khác như này đấy, thì các bạn muốn cái màu sắc của cái đối tượng này như nào, đấy, giống cái màu nào đấy chẳng hạn, thì nhiều khi các bạn chỉ cần sử dụng cái công cụ này đấy, Eraser Tool này, để các bạn đo màu đấy, các bạn dùng thêm cái xô đổ màu đấy, quên này, quét này đấy, các bạn này đổ màu vào cái đối tượng mà các bạn mong muốn thôi đấy, thì lập tức là cái đối tượng các bạn là đã có được cái màu sắc theo ý các bạn luôn. Các bạn đo màu như nào, đo màu như nào đấy, sau các bạn dùng đổ màu vào. Mình đo lại đấy, đo màu như nào thì các bạn đổ vào, nó sẽ được những cái màu như như ý các bạn luôn, đúng không? Đo này, đổ này, quá wow. Đây mình chuyển đến đối tượng trên này, đổ vào đấy, thì các bạn đã được những cái màu sắc theo ý các bạn rồi. Đấy. Thì trong quá trình mà làm việc thiết kế thì các bạn là nên kết hợp các công cụ với nhau để làm sao để tạo ra những cái hiệu quả và cái độ sinh động cho cái thiết kế của mình. Cái công cụ tiếp theo, đấy. Công cụ tiếp theo thì là công cụ này thì là để làm gì? Thì thường người ta sẽ dùng trong cái vấn đề là xử lý ra mặt hay là sao chép đối tượng nhiều nhất, cũng như path tool chẳng hạn. Cũng như bây giờ mình muốn xóa bỏ những cái đối tượng, một vài cái đối tượng này đi. Đúng không? Thì mình có thể là chọn cái đối tượng đấy, mình di chuyển đến một cái vùng mà mình cần thay thế, mình thả thay ra. Đấy, cái đối tượng nó còn thì mình lại tiếp tục mình thay thế. Đấy, thì cũng với cách này thì nó rất đơn giản thôi. Thì mình đã xóa đi. Đấy. Chọn đối tượng. Đấy, các bạn chọn đối tượng, chọn cái vùng mà các bạn muốn thay thế, và các bạn là di chuyển cái vùng mà các bạn cần thay thế đấy, đến một cái vùng các bạn cần lấy mẫu, thả thay ra. Đấy, thì các bạn đã được rồi. Đấy, cứ như thế thôi, bằng cách này thôi. Thì tất cả những cái đối tượng của các bạn, thì công cụ này người ta hay sử dụng nhiều nhất trong xử lý ảnh, nhất là xử lý là da mặt, xử lý da mụn, xử lý da mụn. Ok, thì trong những cái bài tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu về những cái công cụ này, thực hành với những cái công cụ này một cách tỉ mỉ hơn. Hôm nay mình chỉ cần nói qua với các bạn là cái cách sử dụng của các công cụ này thôi. Ví dụ, nó thay thế các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể là chọn là những cái đối tượng mà cần loại bỏ ra khỏi cái background của mình và di chuyển nó sang một cái vùng khác, lập tức cái đối tượng này nó biến mất, và cứ với cách đấy thôi. Đấy, công cụ tiếp theo là Brush. Brush này để làm gì? Đấy, các bạn chọn công cụ Brush này. Đấy, các bạn quan tâm đấy, Brush Tool thôi. Thì là các bạn quan sát thấy đây trên cái thanh tùy chọn bên trên này. Đấy, thì ở cái phần size này nó sẽ giúp các bạn là tăng tăng cái kích thước của cái cọ này lên, đúng không? Và đây là cái HS này. Thì cái đây có rất nhiều cái kiểu tô khác nhau mà các bạn có thể chọn, tô mờ này, đấy, tô này, hoặc là tô theo kiểu brush, tô theo kiểu brush này, đấy. Những cái mẫu có sẵn, tô theo kiểu mẫu có sẵn, đấy, ví dụ như mình chọn kiểu này, ví dụ mình tô đây, thì ở dưới này là mình đang chọn cái là này, cái màu nó đang là màu xanh, đấy. Đúng không? Đấy. Hoặc kiểu kiểu. Đấy, các bạn có thể là di chuyển hai cái màu sắc này, chọn nó về màu trắng hả? Thì đấy, thì các bạn có thể là tô màu trắng, tô trắng đồng nghĩa với là đấy, tô đấy. Hoặc là có nhiều kiểu tô, các bạn tô theo kiểu mẫu có sẵn này, cũng như là đây có rất nhiều những cái mẫu tô có sẵn, cũng như các bạn có thể chọn cũng như hình lá này chẳng hạn, với màu sắc như nào tùy các bạn chọn nhé, cũng như thích với màu xanh hay màu hồng, màu đỏ, các bạn chọn đấy, chọn xong thì các bạn là di chuyển đấy, kéo một đường như này đấy, các bạn thấy là đã tô được rất nhiều những cái brush, kích một cái thì nó ra ít thôi, nhưng mà kích nhiều cái thì mỗi lần kích thì nó ra theo kiểu khác nhau đấy. 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 Thì các bạn có thể là dùng cách này để trang trí cho cái background của mình nhìn cho nó sinh động và hấp dẫn hơn. Đấy, các bạn thích màu sắc nào thì các bạn là chỉ cần chọn 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 màu sắc thôi, muốn màu xanh chọn màu xanh, và cái này các bạn tô lên thì các bạn đã được những cái đấy sắc rất nhiều này này. Và trong này còn rất nhiều những cái mẫu brush khác mà trên mạng có rất nhiều, các bạn thích tô theo kiểu brush sẵn nào thì các bạn có thể chọn, cũng như hình cỏ, đúng không? Hình cỏ đấy, hình cỏ đấy, thì các bạn có thể là tạo ra cho mình những cái gọi là đấy, mẫu brush rất chỉ là phong phú và đa dạng bằng cách là thay đổi những cái sắc độ màu cho nó, thì cũng tạo lên được những cái hiệu ứng đấy, để cho mình trình bày trong cái thiết kế của mình nó được hấp dẫn, nó được hấp dẫn. Ok, thì mình đi vào công cụ tiếp theo, đó là công cụ là này, Clone Stamp Tool.
Đấy, công cụ này để làm gì? Đấy, để nó cũng giúp các bạn sao chép các vùng chọn thôi, cũng như tăng cái size này lên, size lên đúng không? Đấy. Cũng như bây giờ nhá, mình lấy mẫu một vùng. Cũng như mình muốn xóa đi cái vùng này chẳng hạn, thay thế cái màu vào cái vùng này. Đấy. Bây giờ nhá, mình chọn này, các bạn giữ Alt này để chép chép một cái vùng này, giữ Alt này, chọn nó vùng này. Đấy, và mình sẽ di chuyển cái vùng này sang đây. Và cái này cũng tùy các bạn chọn những cái gọi là cái nét nhé. Cũng như mà các bạn muốn thay thế hoàn toàn thì các bạn chọn đây. Muốn nó mờ, đấy thì các bạn là có thể là chọn sang những cái công cụ khác nhau. Đấy, có nhiều kiểu tô khác nhau nhé, có nhiều kiểu để các bạn xóa khác nhau. Thì các bạn xóa kiểu nào thì các bạn là hợp lý nhất. Cây cọ này cũng tăng nhé, kích thước size lớn nhỏ cũng tùy ý nhé. Cũng như cái đối tượng các bạn cần thay thế nó lớn thì các bạn có thể là chọn đấy, chọn cái cọ của mình nó lớn hơn. Đấy. Và giữ an để chọn lại nhé. Đấy, thì thay thế. Đấy, thì các bạn nhìn này. Các bạn cần thay thế nháy từ trái một cái thì cái đối tượng của bạn nó biến mất. Tiếp tục nháy một cái. Thì tiếp tục này, lại xem sao chép vùng chọn khác. Đúng không? Đấy, hoặc là cây cọ này các bạn có thể là cho nó nhỏ hơn để điều chỉnh làm sao để cho nó phù hợp. Nó sẽ lấy mẫu các vùng chọn. Đấy, an này các bạn chọn chép một vùng chọn này và dán cái vùng chọn đấy vào một cái đối tượng khác mà các bạn cần thay thế. Các bạn sẽ được cái đối tượng này nhé. Đấy là Clone Stamp Tool. Thì cái công cụ này sẽ dùng nhiều nhất trong cái quá trình mà xử lý ảnh này, nhiều là xử lý ảnh, xử lý da mặt mụn này, đấy, xử lý các đối tượng khác đấy nhé. Mình có thể dùng cách này mình xóa bỏ các đối tượng đi đấy. Trong quá trình sử dụng thì các bạn phải lấy mẫu liên tục đấy. Thì có nhiều kiểu, tóm lại là thiết kế thì nó rất chi là lòng vòng nhiều kiểu đấy. Thì các bạn đi vào công cụ tiếp theo nhé, đấy là Clone Stamp Tool. Còn những cái đối tượng này thì trong quá trình làm việc thì các bạn sẽ dần dần tìm hiểu. Thì mình nói qua để cho các bạn hiểu rồi. History, từ tôi cái công cụ này thì các bạn là tạm tạm vào đây thôi. Yes Tool. Thì công cụ này cũng giúp các bạn xóa nhé. Xóa đối tượng. Thì tất cả công cụ này nó đều hỗ trợ cái thanh tùy chọn trên này. Thì các bạn là chọn vào những cái mà các bạn muốn xóa theo kiểu là phát đứt luôn thì các bạn chọn vào những cái nét này. Đấy. Và cái kích thước cây cọ tùy các bạn nhé. Cho nó lớn lên thì nó sẽ rất là lớn và điều chỉnh nó nhỏ thì nó cũng là nhỏ rất chưa bình thường thôi. Tóm lại trong trình mình nhầm cái thanh trên. Đấy, thì các bạn là xóa vào cái nó xóa vào nó thôi. Như này các bạn xóa. Công cụ này sẽ giúp các bạn là tẩy xóa những đối tượng mà các bạn không mong muốn. Theo nhiều kiểu, một là các bạn xóa rõ, hai là các bạn là xóa. Đấy, xóa theo kiểu mờ mờ thôi, có nghĩa là mờ mờ thôi, đó. Mờ mờ đấy chẳng hạn. Có rất nhiều kiểu xóa. Ok. Trong quá trình sử dụng thì các bạn sẽ khám phá nhiều hơn hoặc xóa theo kiểu là hiệu ứng cũng được đấy, các bạn sẽ xóa theo kiểu hiệu ứng đấy, xóa theo kiểu hiệu ứng đấy, có rất nhiều những cái kiểu xóa khác nhau. Rồi, ok, xóa theo kiểu background, xóa theo kiểu background. Rồi, khi mà các bạn chọn đây thì các bạn kích vào đây một cái, đây là nó hơi nhỏ, ví dụ như các bạn tăng nét này bằng cách là trượt phải nhé, các bạn sẽ tăng nét lên đấy, ví dụ như các bạn chọn đây chẳng hạn thì các bạn sẽ xóa. Đây, xóa đi tất cả những màu xanh nhé. Cái dấu cộng các bạn đặt ở đâu thì nó sẽ giúp các bạn là xóa đi. Đấy. Đấy, cái vùng màu sắc ở quanh cái đối tượng này. Đúng không? Đấy, giúp các bạn xóa. Đấy. Đấy, trong quá trình sử dụng thì các bạn sẽ khám phá nhiều hơn. Đấy, mình nói qua công cụ thì mình nói qua tạm thời như thế thôi. Đây, bây giờ đến cái công cụ này, Gradient Tool. Để các bạn tô màu chuyển sắc ấy, tô màu chuyển sắc. Tô quay cả cái background này, nó lấy cái màu này các bạn này, nó tô từ màu xanh sang màu trắng của cái background này nhá, tô từ màu xanh sang màu trắng. Đấy, là tô màu chuyển sắc công cụ Gradient Tool này. Công cụ tiếp theo như nãy thì mình nói qua rồi, công cụ này để giúp các bạn đổ màu, đổ màu cũng như trên này nó đang là cái màu xanh này nào, thì mình cũng đổ vào đây cả. Đấy, thì nó sẽ đổ vào đây. Đấy, thay thế những cái màu trắng này bằng những cái màu xanh đúng không? Đấy. Tùy theo mục đích thôi, mình đổ vào những cái background hay đổ vào những cái hình sáp mà mình để mà mình tạo ra này thôi, và mình đổ đấy, và mình đổ vào những cái màu đấy, mình có thể đo đo màu và đổ vào những cái gọi là vào đấy, những cái đối tượng mà mình muốn thay đổi màu sắc. Đấy là cái công cụ trong cái công cụ nhóm Gradient Tool này. À, thì đến cái công cụ tiếp theo là công cụ Blur. Blur đấy, thì các bạn cũng tăng lên cái công cụ này, nó giúp các bạn là đấy, làm mờ các đối tượng, giúp các bạn là làm mờ các đối tượng, tô tô mờ blur, tô tô nhòe, tô kiểu tô nhòe nhòe các đối tượng
Đấy, thì trong này nó cũng hỗ trợ rất nhiều những cái kiểu tô khác nhau, thì các bạn có thể là khám phá nó tương tự, các công cụ này gần như tương tự như nhau thôi. Đấy, thì công cụ tiếp theo, công cụ này nó lại khác với công cụ này một tí. Đấy, Dock Tool này, đấy, Burn Tool này. Đấy, thì nó làm gì, nó làm cái đối tượng các bạn là sáng lên một chút. Đấy, sáng lên một chút. Đây các bạn tô tới đâu thì các bạn nhìn thấy cảm giác nó sáng lên một chút. Đấy, thì công cụ tiếp theo là công cụ Pen. Pen thì sẽ giúp các bạn là cắt cắt các đối tượng. Đấy, cắt thì tùy các bạn thôi. Các bạn kích kích chuột trái một đường, các bạn kích chuột trái đường tiếp theo thì các bạn được một đường thẳng, đúng không? Được một đường thẳng. Các bạn kích chuột trái, đấy, kích chuột trái và giữ, này, giữ chuột trái và các bạn kéo, các bạn uốn thì chúng ta sẽ được những cái đường cong, này, được cong theo ý muốn. Đấy, và bẻ cái đường cong này các bạn giữ A, A này kích vào đây thì thấy cái đường bẻ góc, bẻ đường ngoài góc. Và tiếp tục các bạn lại nối cái đường này bằng cách này, cũng như muốn giữ chuột trái các bạn uốn cái đường này theo ý của mình. Đấy, và cứ như thế các bạn vẽ đến điểm kết thúc, thì là kích vào cái điểm bắt đầu ấy, thì nó cũng là điểm kết thúc và nối hai cái đường này lại với nhau. Cái chân cái bút có hình tròn và kích thì nó sẽ tạo ra được một vùng tròn, Ctrl Enter nó sẽ tạo ra được một vùng tròn. Đấy là nói qua về công cụ pen, nói qua về công cụ pen. Đấy, công cụ tiếp theo là text. Đấy, công cụ này giúp các bạn viết chữ lên cái background của mình, viết chữ này vào trong cái thiết kế của mình. Nó có nhiều kiểu viết. Đấy, viết theo kiểu bình thường là kiểu này. Đấy, là từ trái qua phải như này, bình thường như này. Đấy, viết theo kiểu này nó vẫn là kiểu viết nhưng nó viết theo hàng dọc như này, đúng không? Hàng dọc. Đấy, có nhiều kiểu viết khác nhau. Những cái công cụ này cũng là viết chữ tương tự thôi, chữ tương tự thôi. Đây công cụ tiếp theo là Path Selection. Thôi cái công cụ này tạm thời các bạn bỏ qua đây. Công cụ tiếp theo này, phím U này hay sử dụng nhất này, Rectangle Tool. Đấy, thì các bạn vẽ được những cái hình vuông hoặc hình chữ nhật, vẽ được những cái hình vuông này. Giữ Ctrl, giữ Shift để các bạn vẽ được những hình vuông nhé. Đấy rồi, thả đây các bạn lại được một cái hình vuông. Đấy, còn các bạn vẽ theo kiểu tự do, di chuyển theo kiểu tự do thì các bạn sẽ được những cái hình theo ý các bạn là chữ nhật là hình bất kỳ hình nào mà các bạn vẽ. Đấy, kiểu vẽ thứ hai, đấy, hình sao thứ hai này, Project này, Rectangle Tool thì cái này giúp các bạn là vẽ nhưng mà nó tạo ra các hình bó góc, đấy, bó góc. Ok, tiếp theo này, đấy, vẽ các hình ellipse hoặc các hình tròn, vẽ các hình đa giác, vẽ các cái đường line đường thẳng và vẽ với các hình có sẵn. Đấy, kích vào thì các bạn chọn lên đây rất nhiều những hình có sẵn. Đấy, hình hộp thư, đấy, theo hình có sẵn. Màu sắc thì tùy các bạn tự tự tô thôi. Các bạn thích tô màu nào thì nó sẽ ra màu đấy, đúng không? Kích thước đường viền dày bao nhiêu pixel các cái thì các bạn cứ thoải mái cho nó dày đây. Đấy, tùy theo ý các bạn nhé, tùy theo ý các bạn rất nhiều cái kiểu khác nhau. Đấy, mà các bạn có thể sử dụng. Đấy là mấy kiểu tô. Đến cái công cụ tiếp theo là công cụ hand này. Hand này, hand này giúp các bạn là di chuyển cái đối tượng, cũng như khi các bạn là Ctrl cộng để phóng to này, đối tượng nó to quá đây thì các bạn là có thể là giữ cái bàn tay đây, dùng cái hand, công cụ hand này để di chuyển, hoặc là phím tắt trên bàn phím là cái phím cách, phím dài nhất trên bàn phím thì các bạn là giữ vào cái phím cách này, và các bạn di chuyển cái đối tượng của mình đấy, thì các bạn đến được những cái vùng mà các bạn cần làm việc. Đấy, ok, đây là zoom thì các bạn biết rồi, và đây là màu sắc, màu sắc để tô cho cái background, tô cho đối tượng của mình. Đấy, thì là trong bài hôm nay thì mình đã là lần lượt là giúp các bạn là đi qua là lần lượt các công cụ có trong cái thanh toolbox này. Đấy, trong bài tiếp theo thì mình sẽ là cùng nhau để tìm hiểu sâu hơn từng cái công cụ đấy, để thực hành một cách là chuyên sâu hơn để các bạn hiểu và làm việc với nó một cách hiệu quả nhất. Cái bài hôm nay thì mình xin được tạm dừng ở đây. Nếu các bạn thấy những cái chia sẻ của mình hay và có ích, hãy giúp mình chia sẻ nó đến với bạn bè các bạn để nhiều bạn chưa biết về Photoshop có thể là tìm hiểu một cách là dễ dàng hơn. Và đừng quên là đăng ký ủng hộ kênh của mình, theo dõi kênh của mình để luôn được cập nhật những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những video hướng dẫn tiếp theo về Photoshop.